Comment này của bạn Nam là một ý kiến rất đúng và mình xin ghi nhận, cảm ơn bạn nhiều nha. Đối với on farm nhà mình thì như các bạn đã biết là mình có hai vùng trồng tí tô, trong đó thì lớn nhất là 3,5 hecta mình trồng riêng ở một quả đồi tại Tà Phìn Sapa. Và trên đường đi từ thị trấn vào thì bạn sẽ thấy cái vạt đồi này nó nằm ở phía bên tay trái. Năm nay thì mình có trồng thêm 2,5 hecta nữa ở độ chín đủ khấu. Thời gian sắp tới khi mà cái cây tí tô nó cao lên một chút thì mình sẽ khoe với các bạn nha. Vùng trồng ở Sapa thì tách riêng theo hướng hoang dã, cây tí tô thì cứ ăn nước mưa, ăn dinh dưỡng của đất trời mà lớn lên thôi. Còn ở farm Kinh Môn thì năm nay mình mới trồng thử nghiệm xem là cái giống tía tô tím bản địa có phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của đồng bằng không. Và đúng là chung với đồng lúa của dân nhưng mà mình cũng khoanh vùng và tách riêng từng thửa. Và trong cái diện tích mình trồng thì không phun thuốc trừ sâu trừ cỏ, phân bón hóa học, toàn bộ đều là dùng vi sinh theo hướng hữu cơ. Năm nay thì mình cũng đã lập dự án để chính quyền cùng đồng hành và tách biệt vùng trồng khoảng 3 hectare Hải Dương, cho nên sắp tới sẽ còn rất nhiều bước tiến để chuẩn hóa vùng trồng và đem lại công ăn việc làm nhiều hơn cho bà con nông dân. Nên mình mong là các bạn hãy theo dõi, góp ý và cùng đồng hành với chúng mình nha.